hai chị nữa nè, không không đội mũ nguy hiểm khi đến nhận gạo này các bạn. Thấy không? Hai chị đến nhận gạo mà không đội mũ nguy hiểm thì bị quản lý gạo đó các bạn, quản lý gạo đó là đuổi về, đó về đội mũ nguy hiểm, thấy chưa? Rất nhiều trường hợp lắm các bạn. Khi đến thì hãy nhớ là mình sẽ đội mũ nguy hiểm nha các bạn. Đó. Hãy đến đội mũ nguy hiểm mới được nhận gạo. Không đội mũ nguy hiểm nha các bạn. Không đội mũ nguy hiểm đây là chỗ gạo không cho nhận gạo. Phải nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông nha các bạn. Rồi, hai chị nè, không đội mũ nguy hiểm. Bà gì à, là tính có chưa, nhưng mà kỹ nhà em kêu thôi sẵn ghé qua có lấy được hay không cũng dạ, được quay về dạ. Đó là đây vậy. đây là một trường hợp là chị đến nhận gạo nhưng mà không đội mũ bảo hiểm, thì bên chỗ ủy ban phường đó các bạn, là xã đó, là yêu cầu là về đội mũ bảo hiểm và chấp hành luật lệ giao thông. Đấy là lần sau á, mình đi tới mình cứ đội mũ, mình đội mũ bảo hiểm, bởi vì sao? Bên chỗ phường cũng yêu cầu là bà con tuân theo đủ luật lệ nha các bạn. Thì nói nếu cho mình lần đầu này không biết dạ, nếu mà ủy ban phường nói gì thì đúng, cái nốt là dạ. Ủa chị đến đây nhận gạo được mấy lần rồi? Hai chị đến nhận gạo được mấy lần rồi? Được, lần thứ 2, 3 tại bữa giờ nói chung mà đi công ty thất nghiệp và nhảy qua đi phụ người ta buôn bán, rồi cái bữa nay ta nghỉ rồi dạ, đi qua xin gạo. Rồi ok chị, vậy nha chị. Rồi cảm ơn chị. Đó là cảm nghĩ của chị khi mà chỗ phường đó các bạn yêu cầu là của xã là yêu cầu là phải đội mũ bảo hiểm nha. Mũ bảo hiểm nè các bạn, thấy không? Hai chị về lấy mũ bảo hiểm rồi mới được nhận gạo. Hello, cuộc sống Sài Gòn TV xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở cây ATM gạo ở Bình Chánh nha các bạn. Theo ghi nhận thì trong chiều hôm nay, đó là chiều Chủ nhật các bạn, giờ này là tầm khoảng 16 giờ nha các bạn, bà con đến nhận gạo cũng rất đông nè. Có nhiều, đặc biệt là cái điểm nhận gạo này á, thì có một cái đó là bà con người nào đi vào nhận gạo cũng được nhận hết nha các bạn, dù đi xe tay ga hay là thanh niên hay là bất kể gì là đều nhận được nhận gạo hết. Có nhiều người đi xe tay ga đó các bạn, rất xịn nhưng mà vẫn tới nè. Mình quay cho các bạn một cảnh kia nè, rất xịn nhưng mà vẫn tới nhận được một phần gạo nha. Đó, thấy không? Phía trước nè, chiếc xe tay ga rất xịn mà vẫn tới được nhận gạo. Có thể là bà con gặp, thật sự gặp khó khăn nha các bạn, thật sự gặp khó khăn. Nhưng mà địa điểm, ví dụ như là địa điểm ở dưới cây ATM các bạn, cây ATM ở dưới đường Vườn Lài á, thì không được nhận nha các bạn. Thanh niên cũng như là những người gọi là có một chút thì đi xe tay ga thì vô máy ATM nó sẽ phát hiện và sẽ không được nhận nha các bạn. Đó, người ta cũng có cái lý riêng của người ta các bạn ơi, người ta cũng có cái lý riêng của người ta, bởi vì người ta nói rằng là những người thật sự khó khăn, giúp đỡ bà con thật sự khó khăn á, thì mới được thôi. Còn ở những địa điểm như là ATM gạo của các xã, các địa phương thì việc nhận gạo thì vẫn bình thường, bất kể ai vào nhận gạo cũng được nha các bạn. Đoàn thanh niên nè các bạn, các em đoàn thanh niên đến hỗ trợ bà con. Đó, các anh chị đến nhận gạo các bạn thấy không? Được đoàn thanh niên, hôm nay là Chủ nhật nha các bạn, đoàn thanh niên hỗ trợ địa điểm gạo tại ủy ban dân xã Vĩnh Lộc B này các bạn. Có một anh, một chú bán dép, dài dép nè các bạn,
vào lấy gạo. Còn nha các bạn, địa điểm tại Ủy ban dân quận 12 đó các bạn, thì người dân cũng như là mạnh thường quân hỗ trợ cho một cái máy khử khuẩn nha các bạn, một cái máy khử khuẩn đó. Ở đây thì trẻ em, tất cả là mọi thành phần, bà con cứ đến là được nhận nha các bạn, bà con cứ đến là sẽ được nhận gạo. Giờ này bắt đầu là bà con đã đến đông nha các bạn. Địa điểm ATM Vĩnh Lộc á, thì không đông bằng địa điểm ATM ở dưới Vườn Lài, bởi vì địa điểm ATM Vườn Lài á, là rất đông nha các bạn, hoạt động trên 24/24. Đi vô đi, đứa đi chạy đi. Yeah. Cái đó. Thanh niên cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng bà con trong những lúc khó khăn này nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không, rất nhiều người đi xe tay ga, những chiếc xe cũng gọi là cũng được nha các bạn, thì đến nhận gạo trong lúc này tại cây ATM Vĩnh Lộc. Cuộc sống Sài Gòn TV mình ghi nhận lại cho tất cả các bạn thôi. Rất nhiều bà con vui mừng nha các bạn. Giống như anh kia là hai vợ chồng này, thì chồng một phần, vợ một phần nha. Đó. Bà con vui mừng đến nhận gạo. Bà con vui mừng đến nhận gạo nha các bạn. Ủa chị có thể là, anh chị có thể là cho cái phát biểu cảm nghĩ của mình á, là việc là mình nhận được cái phần gạo của mạnh thường quân á, thì anh chị suy nghĩ như thế nào ạ? Em thấy cũng giúp đỡ được nhiều người khó khăn, chẳng hạn như mấy người không có việc làm này kia luôn, lại đang trong mùa dịch này á. Có mấy cái cây ATM gạo này cũng đỡ cho bà con mình nhiều. Dạ chị. Rồi anh chị là mình ở đâu, mình ở trọ ở đâu để mình đến đây mình nhận gạo anh chị? Em ở ngoài Tuốt, ngoài Tân Tạo á. Dạ hả? Dạ. Ngoài Tân Tạo chạy vô này ha. Dạ. Dạ. Rồi chở hai vợ chồng có con nhỏ không? Con nhỏ đi theo á. Rồi ok rồi. Thôi anh chị về đi, vợ cháu về. Rồi cảm ơn anh chị ạ. Nhiều trường hợp mình ghé mình nhận gạo đó các bạn, là phải có mũ bảo hiểm đàng hoàng nha. Đây là anh nhắc nhở đi về lấy mũ bảo hiểm ở đây đàng hoàng, chạy xe ra đây cho con gạo đi chị, về lấy mũ bảo hiểm đậu cho chị, lưu thông trên đường, lưu thông đúng không ạ? Bảo hiểm dạ, ở đây không có lồng lói gì. Dạ, phải lưu thông trên đường thì đội mũ bảo hiểm nha các bạn, và tới mới được nhận gạo, còn không là anh bảo về là có mũ bảo hiểm đầy đủ rồi mới được nhận nha các bạn. Hả, thấy không, mũ bảo hiểm là lưu thông trên đường, lưu thông bà con đến đông lắm các bạn ha, tấp nập. Nhiều trường hợp bị đuổi về vì không đội mũ bảo hiểm nha các bạn. Khi đi ra ngoài đường đến địa điểm nhận gạo đó, mình ghi nhận lại được trường hợp đó nha các bạn. Còn bà con đến đây á, thì theo ghi nhận của anh á, thì nói là có trường hợp thì nếu mà trai trẻ hung á, thì khi mà anh nhìn phát hiện được thì anh cũng yêu cầu về nha các bạn. Đó, anh cũng yêu cầu về đó. Bà con đi bây giờ đến tấp nập quá, rất tấp nập, bà con đến giờ đến tấp nập lắm các bạn, đến nhận gạo tấp nập. Trẻ con
những em nhỏ cũng đi theo bố mẹ để đến nhận gạo nha các bạn, thấy không? Những em nhỏ cũng đi theo bố mẹ để nhận gạo nha các bạn. Nên là bị từ chối cho nhận gạo nha các bạn. Đó, chú á không đội mũ bảo hiểm. Bà con nên nhớ là khi đến địa điểm nhận gạo á thì bà con phải đội mũ bảo hiểm và chấp hành nghiêm luật lệ giao thông nha các bạn. Không á thì nếu bà con đến mà không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành luật lệ giao thông thì sẽ bị đơn vị tài trợ gạo sẽ mời về nha các bạn. Khi nào có mũ bảo hiểm thì cứ tới đây nhận. Rất nhiều trường hợp là được yêu cầu quay trở về nha các bạn. Nhiều cô chú nha các bạn, nhiều cô chú thì khi đi đến nhận gạo thì không đội mũ bảo hiểm. Rất nhiều cô chú, như là nếu mà trường hợp mà hai vợ chồng đi á thì sẽ là điều hai vợ chồng được nhận hết nha các bạn. Đó, hai vợ chồng đều được nhận hết trong tại cây ATM Vĩnh Lộc này. Một điều cực kỳ tích cực, cũng như là cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ bà con nghèo trong những lúc gọi là khó khăn nhất. Đó, như là chị đây bị tật này thì gạo sẽ được đem đến và tặng riêng đang cho chị nha các bạn. Không đến rồi, những cụ già thì được không cần phải tới xuất hàng nha các bạn. Những cụ già thì đã được những cái phần gạo làm sẵn rồi, xong rồi sẽ được đưa tới cho cụ để cụ tranh thủ về nha các bạn. Đó, bà con đến được nhận gạo nha các bạn, đến là được nhận gạo. Những bà con thật sự khó khăn thôi nha các bạn, những bà con thật sự khó khăn sẽ được hỗ trợ nha các bạn. Đó, nhưng mà có nhiều trường hợp thì vẫn được như là chỉ có là tại địa điểm ở ngay chỗ ATM Vĩnh Lộc thôi, thì dù cây ga thanh niên hay bất kể thành phần nào, nếu muốn vào nhận gạo thì bà con vào giữ để xe và tới lấy một phần gạo của mình là 2 kg nha các bạn. Đó, được tới nhận gạo. Khi đi nhận gạo phải chấp hành luật lệ giao thông nha các bạn. Đó, thêm một chiếc xe tay ga nữa nè các bạn. Cô chú bà con đến nhận gạo đông lắm các bạn, bắt đầu đến nhận gạo đông lắm. Bây giờ là bắt đầu là về chiều thì bà con đi làm về, những bà con nghèo đó đi làm về thì sẽ ghé để nhận gạo nha các bạn. Ghé nhận gạo. Trường hợp này không đội mũ bảo hiểm nè, không biết là vì sao nè, các bạn thấy không?
rất nhiều người đến nhận gạo mà không đội mũ bảo hiểm nha các bạn. Họ đi, bà con đi tới nhận gạo mà không đội mũ bảo hiểm đó nha. Kia là hai phần, thấy không? Mình nghĩ thật sự là cây ATM Tân Phú có cái lý của cây ATM Tân Phú nha các bạn, rất hay. Bà con bây giờ đến đây nè, đến đông rồi. Đó là những người thật sự mất việc, những người không tạo ra tiền, không thể nào mà đi làm, thì mình bữa nay lấy nha các bạn. Còn những bạn nào, những anh chị nào mà mình vẫn đi làm bình thường thì có thể là mình nhường cái phần đó lại cho bà con mình nghèo hơn nha các bạn, cho bà con mình nghèo hơn đó. Mình thấy là nhiều trường hợp lắm, nhiều trường hợp là thấy cũng nhiều trường hợp là tới lấy mà mình nhìn phía bên ngoài thì mình thấy là cũng không đến nỗi gì nha các bạn, nhưng mà mình không biết là bên trong chắc thật sự họ khó khăn hay là sao nha các bạn. Đó là đến nhận gạo là đi, ví dụ như là hai vợ chồng thì đi hai người tới thì đều nhận hai phần nha các bạn, họ đều được nhận hai phần. Cái tính nên là các bạn cứ suy nghĩ đi, hai phần, một phần là 2 kg, hai vợ chồng mà chúng ta đến ngày nào chúng ta cũng đến hai vợ chồng thì các bạn nghĩ là cái số gạo đó dư hay là số gạo đó thiếu? Mình nói thật sự các bạn luôn, nhiều bạn thì nhiều người thì nói là đánh giá là kêu là người ta thật sự khổ, người ta không đủ khả năng người ta mới tới lấy gạo, nhưng mà mình ghi nhận lại thì rất nhiều trường hợp là đi hai người, hai vợ chồng thì chồng một bịch, vợ một bịch, thì các bạn suy nghĩ như thế nào? Đó là cho tất cả các bạn thôi đó, mình không đánh giá là người này như thế này, người kia như thế kia, nhưng mà nói thật sự là cái điều đó thì chúng ta nên suy nghĩ nha. Lúc này những hoàn cảnh thật sự là khó khăn, giúp đỡ bà con thật sự là khó khăn hơn nha các bạn. Trường hợp nữa là không đội nón bảo hiểm bị đuổi về nha các bạn. Họ rất nhiều trường hợp là không đội nón bảo hiểm, phải đội nón bảo hiểm khi đến này nha các bạn. Khi chúng ta đi đến nhận gạo thì phải chấp hành luật lệ giao thông, đầy đủ luật lệ giao thông nha các bạn. Mạnh thường quân đánh tặng gạo cho bà con nghèo đó, thấy các bạn tấp nập bà con đến nhận gạo, cũng như là mạnh thường quân đánh hỗ trợ cho bà con nghèo nha các bạn.